Minasan konnichiwa. Mình là Long, hiện đang giảng dạy tại Trung tâm Tiếng Nhật Kohi. Cho bạn nào chưa biết thì đây là video chuỗi bài giảng ngữ pháp N3 theo cuốn sách Somatome. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học ngữ pháp của ngày thứ 2 tuần thứ 3 trong cuốn sách này. Các mẫu ngữ pháp của video này sẽ là toshite, nishite và ishitemo. Cuối cùng là mẫu ngữ pháp toshitara. Hãy hajimemashou. Mẫu ngữ pháp đầu tiên của bài ngày hôm nay đó là nani nani toshite. Setsuzoku meishi cộng với toshite. Đôi khi chúng ta sẽ gặp các dạng khác là toshite wa, toshitemo hoặc toshite no meishi. Ii desu ka? Mẫu ngữ pháp này có thể được dịch là với tư cách là hay là với danh nghĩa là. Hãy rebu no mimasho. Ichiban. Kare wa gaikoku jin da ga nihon daiyo toshite shiai ni deru. Anh ta thì tuy là người nước ngoài đấy nhưng mà tham gia trận đấu với tư cách là một đại diện của Nhật Bản. Hãy ni bạn. Kanozo wa kashiu toshite mo joyu toshite mo saiko da ga tsuma toshite wa dou daro. Cô ấy thì dù với tư cách là một diễn viên hay là một ca sĩ thì đều rất tuyệt vời đấy ạ. Nhưng với tư cách của một người vợ thì sao nhỉ? Hay ngữ pháp thứ hai của bài ngày hôm nay ạ. Đó là nani nani cộng với nishite wa. Mẫu ngữ pháp này các bạn có thể dịch là cho dù là hoặc vậy mà. Cách kết hợp là danh từ, tính từ hay động từ chỉ ở dạng thông thường futsuke cộng với nishite wa. Tuy nhiên, danh từ và tính từ đuôi na chúng ta bỏ đà đi nhé. Đừng quên điều này nhé. Mẫu này diễn tả ý nghĩa là không tương xứng hay ngược lại hoàn toàn với những điều đương nhiên được mong đợi, được nghĩ đến ở về trước đưa ra và bao hàm một chút cảm giác là gì? Ngạc nhiên ngoài mong đợi, được không ạ? Hãy reben mimasho. Gaikoku jin ni shite wa nihongo ga jouzu da. Tuy là người nước ngoài nhưng tiếng Nhật thì lại giỏi đấy ạ. Ở đây không phải giỏi ở mức bình thường, ở mức kaiwa thông thường đâu mà là giỏi tới mức khiến cho người nghe không có cảm giác là người nước ngoài. Các bạn hiểu chưa? Hãy ni ba. Hajimete ni shite wa yoku dekimashita. Lần đầu tiên làm vậy mà bạn đã làm rất tốt đấy ạ. Iisu ka? Hai, san ba. Aratta no? Sore ni shite wa kire janai ne. Đã rửa rồi à? Vậy mà chẳng sạch tí nào cả. Iisu ka? Hai, ngữ pháp thứ 3 của bài ngày hôm nay đó là nani nani cộng với ni shite mo. Mẫu này các bạn có thể dịch là ngay cả hay là cho dù là. Cách kết hợp thì tương tự mẫu ngữ pháp vừa rồi. Danh từ, tính từ và động từ chúng ta chỉ ở dạng thông thường. Tuy nhiên, danh từ là một, tính từ đôi na là hai, chúng ta bỏ đà cộng với nishite mo. Mẫu này diễn tả ý là tuy rằng người ta thừa nhận những cái điều đã được nêu ra ở trước đó, nhưng về sau thì làm sao ạ? Người ta vẫn nêu lên một cái sự việc hay một cái quan điểm hoàn toàn ngược lại những điều đã nêu ạ. Hãy ichiban. Okureru to wa kite ta kedo sore ni shite mo Tanaka-san osoi ne. Tôi thì đã nghe là cái việc anh Tanaka anh đến muộn rồi. Tuy nhiên thì anh ấy vẫn đến muộn hơn so với cái dự liệu, cái suy nghĩ của tôi. Iisu ka? Hãy nhi bạn. Kore wa 100 yen ni shite mo takai to omou. Bạn nào ở Nhật thì biết là những cái đồ vật có giá trị 100 yên là rẻ, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi lại nghĩ làm sao? Dù cái này 100 yên thì tôi nghĩ là đắt. Bởi vì đối với tôi thì nó không đáng 100 yên, được chưa ạ? Ngữ pháp cuối cùng của bài ngày hôm nay đó là mẫu nani nani cộng với toshitara. Mẫu này có thể được dịch là nếu giả định là idiska. Cách kết hợp thì tương tự hai mẫu ngữ pháp vừa rồi, đó là danh từ hay tính từ và động từ chỉ ở dạng futsuke cộng với toshitara hoặc tosureba idiska. Đây là mẫu câu biểu thị điều kiện giả định, nếu a thì b. Giả định một điều nào đó nếu là thật hay nếu là xảy ra, is ka? Hãy ichiban, sonahashi ga honto da toshitara ureshii desu. Nếu chuyện đó là thật thì tôi rất vui đấy ạ. Niban, hikoki de iku toshitara ikura gurai kakarimasu ka? Nếu đi bằng máy bay thì tốn khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Vậy là ngữ pháp vừa rồi đã kết thúc video bài ngày hôm nay rồi ạ. Mọi người đã nhớ và áp dụng được bao nhiêu mẫu ngữ pháp trong bài này rồi ạ? Để tránh nhầm lẫn hay là hiểu sai ý nghĩa của các mẫu ngữ pháp trong bài này, mọi người hãy đặt thật nhiều ví dụ và làm phần luyện tập sau phần giải thích ngữ pháp ở trong cuốn sách Somatome nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video bài giảng tiếp theo từ Trung tâm Tiếng Nhật Kohi. Xin chào, mình là Long. Kohi là hệ thống đào tạo tiếng Nhật hàng đầu hiện nay. Đến với Kohi, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng đội ngũ giáo viên. Giáo viên của Kohi luôn đạt yêu cầu bằng cấp chuyên môn từ N2 trở lên, và trong đó 80% là giáo viên N1.
thầy cô là những người có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy trở lên. Giáo viên người Nhật luôn tận tâm và đồng hành trong các lớp học Kaiwa. Đặc biệt, cô Hy ứng dụng công nghệ vào đào tạo, lấy công nghệ làm lợi thế cạnh tranh, xây dựng mạng lưới với hơn 400.000 học viên học tiếng Nhật online chỉ sau 10 tháng ra mắt. Cô Hy mang đến cơ hội và giá trị giúp cho hàng triệu người học tiếng Nhật dễ dàng, thông minh và hiệu quả hơn.